Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, trước đây là trường cấp 3C Hải Hậu, được thành lập năm 1976 trên địa bàn xã Trực Thái, trung tâm miền D của huyện Hải Hậu, đã đáp ứng nguyện vọng học tập thiết tha của con em nhân dân trong vùng. Năm 1997, huyện Trực Ninh được tái lập, 6 xã miền D Hải Hậu được cắt về huyện Trực Ninh và trường cấp 3C Hải Hậu đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B như ngày nay. Năm đầu tiên thành lập, trường chỉ có 7 lớp, gồm 3 lớp học sinh từ các trường Hải Hậu A và Hải Hậu B về học lớp 9, nay là lớp 11, và có 4 lớp 8 tuyển sinh đầu tiên, tương đương với lớp 10, với khoảng 330 học sinh và khoảng 20 cán bộ giáo viên. Ban đầu, trường chỉ với 2 dãy nhà cấp 4, vừa là lớp học, vừa là nơi làm việc của ban giám hiệu và các bộ phận khác. Đến năm học 1977-1978, trường mới xây dựng được nhà học mới thứ 3, nhà C và khu nhà tập thể, nhà ăn tập thể và nhà văn phòng. Việc khai sinh ra mái trường mang dấu ấn đậm nét của các thế hệ thầy cô giáo đầu tiên, thầy hiệu trưởng Trần Văn Bưu, thầy phó hiệu trưởng kiêm trưởng ban kiến thiết, rồi hiệu trưởng thứ hai, thầy Đặng Như Yên, đội ngũ giáo viên đầu tiên và các học sinh những khóa đầu tiên, cũng chính là những người góp nhiều công sức trong công cuộc xây dựng trường học từ buổi sơ khai. Kế đến là những ngọn lửa tinh thần đầu tiên khai sáng nền giáo dục khu vực, có thể kể đến các thầy cô giáo như thầy Thắng, thầy Đức, cô Mơ, cô Hiền, thầy Thường, thầy Nam, thầy Cự, thầy Cương, thầy Vinh, thầy Tâm, cô Tám, cô Vui, thầy Nguyện, thầy Nhĩ, thầy Phấn, thầy Đĩnh, bác Ruy, bác Đoá. Nhớ một năm kỷ niệm, đất cang Trực Thái không thể cày được, máy cày cũng không cày được. Cho nên nhà trường đã nhận với Trực Thái 21 mẫu. Và các em học sinh đã bẩy 21 mẫu trong một ngày. Nên lao động ấy hơn cả một máy T54. Nhìn thế hệ các thầy, cô giáo, các em học sinh hôm nay được học tập, giảng dạy và rèn luyện trong một cái ngôi trường khang trang, hiện đại và với một cái khung cảnh thoáng mát, có nhiều tiện nghi, cảm thấy lại càng xúc động và rất trân trọng những cái cống hiến, những cái đóng góp rất là to lớn của các thế hệ, các thầy, các em học sinh của những cái năm trước đây. Năm học 1977-1978, trường có lớp học sinh đầu tiên ra trường. Chỉ với 2 lớp 10, nhưng đã có hàng chục học sinh trúng tuyển vào đại học ngay năm đầu. Những năm 1980-1985 là những năm kinh tế xã hội khó khăn nhất. Giáo dục đào tạo cũng gặp không ít trở ngại. Có năm, cả trường không có em nào đỗ đại học năm đầu, hoặc có nhưng chỉ một vài học sinh. Mặc dù vậy, từng bước, nhà trường vẫn có những đổi thay mạnh mẽ về cơ sở vật chất, chủ yếu là mở rộng và nâng cao chất lượng các lớp học, có đủ phòng học và làm việc của ban giám hiệu và hội đồng giáo dục. Tuy tất cả đều là nhà cấp 4. Bước sang giai đoạn đổi mới trong 10 năm 1986 đến 1996, khi điều kiện kinh tế xã hội đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực theo hướng phát triển đi lên, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, ban ngành địa phương, nhân dân, phụ huynh và xã hội.
đời sống cán bộ giáo viên cũng bớt khó khăn so với trước đây. Chất lượng đào tạo của nhà trường cũng từng bước được nâng lên, thay đổi về mọi mặt. Nhà trường có sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn 1996-2006. Giai đoạn này được Đảng và Nhà nước quan tâm, cũng như ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hệ thống nhà học kiên cố hiện đại lần lượt thay thế nhà học cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1997, khởi công nhà học 18 phòng. Cho đến năm 2000, nhà học đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tiếp đó, đến năm 2002, khánh thành nhà học 12 phòng. Năm 2004, khánh thành nhà hiệu bộ. Cho đến năm 2010, đã có các phòng học chức năng. Những cái năm đầu tiên, tỷ lệ chất lượng học sinh là tương đối tốt. Nhưng sau đó khoảng năm 85 đến năm 90, kinh tế xã hội nói chung là rất khó khăn. Và cái chất lượng đào tạo của nhà trường cũng không thật tốt. Từ những năm khoảng 1990 trở lại đây, nhà trường đã vượt khó đi lên rất là tốt. Đặc biệt là những năm 98 trở lại đây, cái chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề mà nhà trường băn khoăn nhất. Cái tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi rất nhiều năm phấn đấu 3% đã rất là khó khăn. Trong vòng khoảng độ 7 năm trở lại đây thì phần lớn là đã đạt được tỷ lệ khoảng 10%. Quy mô lớp học và sĩ số khi đạt cao nhất lên đến 34 lớp với trên 1.800 học sinh. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo còn rất nhiều khó khăn. Kết quả thi đua, học sinh giỏi thường ở khoảng thứ 30 trên 42 trường công lập trong toàn tỉnh. Bước sang giai đoạn 10 năm 2006-2016, nhà trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cắt giảm các lớp ngoài công lập. Đến năm 2012, trường chỉ có loại hình lớp công lập. Từ năm 2013, nhà trường có quy mô ổn định là 30 lớp với khoảng trên dưới 1.200 học sinh. Chất lượng học sinh giỏi thi đại học ở khoảng trung bình toàn tỉnh. Mục tiêu của giáo dục đào tạo nhà trường phổ thông hiện nay là đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện về đức dục và trí dục. Trong những năm qua, nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác phổ cập và duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần cao. Giáo dục đạo đức là nền tảng của sự phát triển con người, liên tục chú trọng chất lượng công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm và là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi nhà trường. Từ đó xác định uy tín của nhà trường đối với phụ huynh, đối với các cấp và đối với nhân dân địa phương. Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy đại trà, chất lượng học sinh giỏi và các cuộc thi, hội thi do trường do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức. Cơ sở vật chất của nhà trường, trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Cảnh quan sư phạm nhà trường ngày một thay da đổi thịt, xanh, sạch, đẹp hơn, tạo niềm vui cho cán bộ giáo viên cũng như các em học sinh mỗi ngày đến lớp. Bên cạnh hoạt động dạy và học, công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề và hoạt động ngoài giờ đến lớp luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường phải kể đến vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là tổ chức mà phần lớn các thành viên của nhà trường tham gia sinh hoạt. Phát huy vai trò của mình, đoàn trường luôn tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, vận động các thành viên tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc thi do trường hay các ngành, liên ngành tổ chức. Với hơn 1.200 đoàn viên thanh niên
đang sinh hoạt tại 31 chi đoàn, trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 30 chi đoàn học sinh. Đoàn trường luôn coi trọng công tác giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua nhiều biện pháp như học tập các bài lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa. Trong nhiều năm nay, đoàn trường cũng đã thành lập và duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ cầu lông. Tất cả những hoạt động ấy đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống và góp phần phát triển toàn diện cho đoàn viên thanh niên nhà trường. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và ban ngành nhân dân trong huyện, sự đầu tư của Sở Giáo dục Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay trường có đủ các phòng học, phòng thực hành bộ môn, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thu hút nhiều học sinh trong huyện và các huyện lân cận vào học. Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B có 78 cán bộ giáo viên, chia thành 6 tổ chuyên môn công tác. Có 30 lớp với tổng số 1.219 học sinh. Tổ toán có 12 giáo viên do thầy Phạm Đức Phi làm tổ trưởng. Tổ văn, giáo dục công dân do thầy Đinh Công Binh làm tổ trưởng với 12 giáo viên. Tổ lý, tin, công nghệ do cô Vũ Thị Nguyệt tổ trưởng với 14 giáo viên. Tổ hóa, sinh, giáo dục thể chất do cô Tống Thị Thu làm tổ trưởng và có 18 giáo viên. Tổ sử địa ngoại ngữ có 12 giáo viên do cô Vũ Thị Sơn làm tổ trưởng. Và tổ văn phòng, cô Đặng Thị Diệp tổ trưởng với 10 cán bộ công nhân viên. Nhờ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 6 tổ chuyên môn, nhà trường đã đẩy mạnh được vai trò chuyên môn để đào tạo mũi nhọn học sinh giỏi, cũng như phát huy vai trò quan trọng của tất cả các bộ môn trong mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường. Trên hết, sự phân công chuyên môn đã giúp nhà trường có sự gắn kết chặt chẽ và mật thiết hơn trong bộ máy quản lý và hoạt động giảng dạy của cán bộ giáo viên. Chi bộ nhà trường do thầy Vũ Văn Tiến làm bí thư với 23 đảng viên luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Nhiều đồng chí được khen thưởng, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và trong những năm qua, chi bộ cũng liên tục kết nạp thêm những đảng viên mới. Công đoàn nhà trường liên tục được công nhận là cơ sở xuất sắc, được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh và luôn đạt tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh. Công đoàn trường Trung học Phổ thông Trịnh Thị Mê đã thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phân công lao động sao cho phù hợp với khả năng sở trường của năng lực của từng người, động viên khích lệ để cán bộ công nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng năm học. Chặng đường 40 năm nhìn lại, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị không ngừng được tăng cường, chất lượng giáo dục của trường luôn bền vững và phát triển, là điểm sáng về chất lượng giáo dục của huyện và tỉnh. Chất lượng các mặt giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, kết quả thi đại học và học sinh giỏi tỉnh rất đáng phấn khởi. Năm học 2009-2010, xếp thứ 397 toàn quốc, có sự tiến bộ rõ rệt nhất trong năm 2011-2012 khi kết quả thi xếp thứ 346 trong khối trung học phổ thông trên toàn quốc. Nhiều em học sinh
đạt nhiều giải học sinh giỏi từ giải khuyến khích đến giải nhất. Năm học 2012-2013, em Lưu Tiến Thành lớp 12A giành giải nhất môn hóa và giải nhì môn toán, đồng đội xếp thứ 21 trên 44 trường công lập toàn tỉnh và đạt giải khuyến khích toàn đoàn. Những năm qua thì trường liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường thì ngày một được nâng cao, và đến nay thì trường đã trở thành một ngôi trường có cái bề thế với cơ ngơi, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao, học sinh có kỷ cương, kỷ luật và tích cực trong việc học tập, trau dồi, rèn luyện, và trường đã trở thành ngôi trường chuẩn quốc gia của tỉnh Nam Định. Từ mái trường này, khi còn là cấp 3 xe Hải Hậu, hay cho đến bây giờ là trường trung học phổ thông Trực Ninh B, đã có hàng vạn học sinh tốt nghiệp và trưởng thành ở khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều học sinh đã trở thành sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam, đã có hàng chục đại tá và các sĩ quan khác. Nhiều cựu học sinh từ mái trường này đã trở thành giảng viên của nhiều trường đại học, và cũng không ít người có học vị tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ và nhiều lĩnh vực khác. Điều đặc biệt là hiện nay trường có tới 35 đồng chí cán bộ giáo viên đang công tác, nguyên là học sinh cũ của nhà trường. Ở họ là niềm tin, sự nỗ lực vì sự phát triển của mái trường và quê hương. Có những lớp đặc biệt đã có tới 4 tiến sĩ, giảng viên các trường đại học, học viện, như lớp 12A năm học 1994-1995. Có nhiều học sinh cũ của trường đã trở thành cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính phủ và nhà nước các cấp. Đặc biệt là biết bao doanh nhân thành đạt trưởng thành từ mái trường này. Trong trái tim của cựu học sinh thì nhà trường là nơi khởi đầu của cái việc mà các thầy các cô đã truyền tải kiến thức cho chúng tôi. Có thể ở đâu đó là lớn lao, nhưng về với mái trường thân yêu thì vẫn là nhỏ bé. Và cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất là các thế hệ học sinh sau này kế tiếp cái tinh thần cũng như ý chí và nghị lực của các lớp đàn anh đi trước. Thực sự là cũng thấy rất là ấn tượng. Thấy cái quá trình của nhà trường trong những năm qua phát triển rất là mạnh. Và theo dõi thì những cái thế hệ sau chúng tôi thì thấy rằng là rất nhiều anh em cũng rất là thành đạt, giữ những cái vị trí rất là quan trọng trong các cái cơ quan của Đảng, Nhà nước, rồi là các cái doanh nghiệp lớn. Thì chúng tôi cũng mong muốn và cũng rất là tin tưởng rằng là trong cái thời gian sắp tới, với cái truyền thống 40 năm của nhà trường, thì tất cả những cái thế hệ sau thì chắc chắn sẽ phát triển và sẽ đạt gặt hái những cái thành công tốt hơn. Trên con đường hội nhập lại nằm ở một địa bàn có nền kinh tế nông nghiệp thuần túy. Trồng lúa là nghề lâu đời ở đất này, nên Đảng ủy, chính quyền và nhân dân miền đê Trực Ninh nói chung và trường trung học phổ thông Trực Ninh B nói riêng gặp không ít trở ngại, khó khăn. Hiện nay, cơ sở vật chất, thiết bị khoa học kỹ thuật dùng cho dạy và học vẫn còn ở mức khiêm tốn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giáo viên và phát huy năng lực tự học, sáng tạo của học sinh trong thời buổi khoa học công nghệ. Mặc dù vậy, với một bề dày truyền thống học tập nhà trường, bao năm qua, nhà trường vững vàng từng bước khắc phục và đi tới. Trong chặng đường lịch sử ấy, nhà trường vẫn luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, phụ huynh, thầy và trò qua biết bao thế hệ.
cái tư tưởng là đối với chúng tôi là bậc cha mẹ học sinh trong những năm qua đã kết hợp cùng với nhà trường làm nhiều công trình phúc lợi như tu sửa cơ sở vật chất cùng với sắm sửa trang thiết bị như là máy vi tính, sửa chữa bàn ghế. Nhà trường là có đội ngũ giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, nhiệt huyết. Với hội cha mẹ học sinh của chúng tôi luôn kết hợp với nhà trường quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc các em trên trường. Thì các em học có sự phối kết hợp giữa về nhà, tôi luôn chỉ đạo con em chúng tôi là học làm theo cái chương trình của nhà trường đã đề ra, tạo điều kiện thời gian tốt nhất cho các em đến trường. Về nhà chúng tôi cũng tạo điều kiện thời gian cho các em học tập làm sao cho đúng đủ thời gian. Giữa khoảng bao la của trời đất hiền hòa, giữa cánh đồng bát ngát, màu mỡ phù sa của dòng Ninh Cơ, mái trường luôn rực sáng lên niềm tin và hy vọng. Mỗi người con miền Trực nơi đây có quyền tự hào trước những trang sử hào hùng, những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp xây dựng nên. Tinh thần và ý chí của con người nơi đây sẽ được tiếp nối cho đến mai sau. Em hãy cố gắng học tập và rèn luyện tốt cho tương lai của bản thân, cho niềm vui của gia đình, cho niềm tự hào của nhà trường. Các em hãy lắng lòng mình sẽ cảm nhận thấy trường như ngôi nhà thứ hai của các em. Xứng đáng với sự nuôi dưỡng, chăm lo của Đảng bộ và nhân dân địa phương hai huyện là Hải Hậu và Trực Ninh, và cũng xứng đáng với một cái truyền thống vượt khó vươn lên và ngày một trưởng thành của mái trường phổ thông tiểu học Trực Ninh B. Và mong rằng nhà trường tiếp tục có những bước phát triển và mãi mãi đấy là niềm tin của chúng tôi dù đi bất cứ đâu. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt hơn nữa để giành được những giải mà Quốc hội, nhà nước, chính phủ trao tặng. Chúc nhà trường 40 năm ngày càng phát triển. Trải qua những biến cố thăng trầm về địa lý, lịch sử, từ trong gian khó cho đến ngày nay, mái trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B đang vững vàng để trở thành cái nôi của nền giáo dục khu vực. Vẫn còn đó những thế hệ thầy và trò đang miệt mài cho sự nghiệp chồng người. Vẫn còn đó biết bao sự hy sinh thầm lặng của người thầy và sự miệt mài từng ngày của trò. Dẫu con đường phía trước có nhiều thách thức, nhưng những vận hội mới luôn rộng mở với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B. Với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, tinh thần và ý chí vươn lên không mỏi của các thế hệ thầy và trò, sự đồng tình, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của ngành giáo dục, của nhân dân và các tổ chức kinh tế xã hội khác, trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới cao hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trên đường đi tới. Xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin của người dân miền đất nơi đây. Hơn thế nữa, trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B sẽ mãi là mái nhà chung thân thuộc, là chốn đi về của mỗi thế hệ học sinh và các thầy cô giáo. Chính nơi này đã tiếp bước cho bao ước mơ bay cao, bay xa, trở thành hiện thực.